Xin chào mọi người, thì hôm nay mình lại chơi vị tướng thủ của mình là Hazate. Mình đi đường đối đầu với Teji và xúc bọt gỗ sư tìm bạn. Đầu game đến giờ mình chỉ ôm đường chứ xúc bọt tem mình chưa thấy xuống chợ mình. Hazate đi đường tắp hay rồng không thua thiệt bất kỳ vị tướng nào cả. Trận này mình khá là xanh nhưng tem mình đánh không chắc tay được. Teji tem bạn khá là hậu báo, lúc nào cũng lên cao không giữ vị trí cho mình. Pha này được dừng ganh nên mình cố lên cao để dụ Teji ra để giết. Tem bạn khá là hộ báo băng trụ chơi xúc bóp của mình và rồi lại nằm lại. Mình canh đường của Zio về phóng chiêu mà không được. Khúc này mình tưởng xúc bọt tem bạn không có tốc biến nên không dùng báo phi tiêu. Không ai tanh cho mình vào để hạ xúc bóp với Teji tem bạn hết. Nata tem bạn thì đang xuống đường này là lỗi của Nata rồi. Mình không nghĩ Nata lại còn tốc biến nữa. Khúc này mid với xúc bọt tem bạn dùng ulti không di chuyển được nên mình báo phi tiêu. Mình cô lấy cái trụ rồi về mà diêu tem bạn ra mình lại bấm nhầm của cầu băng xương. Dừng bạn di chuyển hay quá nên mình không thấy và nằm lại mạng đầu tiên. Tem mình hơn mạng hạ ngục nhưng lại bị tem bạn ép. Teji rất khó chịu mình chưa đụng đến nó mà đã mất gần nửa cây máu. Nhưng bạn di chuyển ẩu là bạn sai rồi. Xanh đến đâu gặp mình cũng tắt điện thôi. Đã hơn 9 phút mà trụ mít tem bạn chưa mất được nửa cây máu. Pha này mình chưa có huân chương trôi dính đam phép của Nata nhiều quá nên nằm lại mạng thứ hai. Mình dùng ulti vào gỗ xưa là đẹp rồi. Bị mu giáp bộc phá lại nằm lại mạng thứ ba. Tem mình đã ăn con tà thần nên thả mít ép lại trụ mít tem bạn. Mình đã lên 5 món đồ rồi có huân chương trôi nên không sợ mít và dừng tem bạn. Mình xanh nhất tem nên mình không sợ ai cả. Tem mình đang ăn con tà thần phút 15 chỉ có một mình lên câu kéo 3 thành viên tem bạn. Mình đang dư 2k vàng nên nghĩ đủ đồ để chơi. Diêu thì trận lính không cho mình win. Như pha này Diêu đã di chuyển vô bùa đỏ tem mình và hai thành viên tem mình vô chặn không cho về mà kiếm hồi không thấy. Mình chỉ lên đẩy lính là win thôi. Mình đã thấy Diêu đã biến về rồi nhưng mình vẫn cố đẩy trụ chính. Tà thần mình đã lên nên mình không biến về hồi máu. Mình lấy lợi thế con tà thần mình ép win luôn. Mình đang có lợi thế ép được thì cứ ép. Tem bạn đã mất 4 người nên win thôi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình và cho mình xin một tim và một follow ạ.